Sau một năm ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, người tiêu dùng đã có tâm lý thắt chặt chi tiêu nhiều hơn. Khảo sát tại một số chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, lượng khách hàng tham quan mua sắm giảm so với mọi năm. Tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội, giá các loại thực phẩm không có nhiều biến động. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, cùng với việc đẩy mạnh dự trữ hàng hóa, các doanh nghiệp đều chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với dịch COVID-19, chủ động điều tiết hàng hóa trong hệ thống, sẵn sàng mở thêm điểm bán hàng lưu động để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Trên cái cơ sở kế hoạch bình ổn thị trường của thành phố thì đã xây dựng cái kế hoạch Tết để phục vụ cái nhu cầu tiêu dùng của người dân ở trên địa bàn thành phố. Thế và đã chỉ đạo các cơ sở sản xuất tập trung sản xuất những cái mặt hàng mà thiết yếu cũng như là cái nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết để cung ứng cho thị trường Hà Nội. Và chỉ đạo các cái hệ thống phân phối là kết nối với các cái đơn vị sản xuất để dự trữ những cái mặt hàng về các cái hệ thống phân phối của mình để đảm bảo khi nhu cầu của người dân có cái dịp mua sắm cao trong cái dịp Tết thì không bị xáo trộn. Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp phân phối bán lẻ đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại giảm giá. Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, giám đốc siêu thị Copmark Hà Nội, Sài Gòn Cốp đã chuẩn bị lượng hàng hóa thiết yếu và bảo đảm phục vụ trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021. Sài Gòn Cốp thực hiện những chương trình khuyến mãi rầm rộ cho cái tháng Tết. Thì những cái chương trình Tết của chúng tôi giảm giá sớm, làm việc một cách khoa học, để cho người dân có thể bắt đầu mua sắm từ trước Tết và những ngày cận Tết. Và đặc biệt là những cái giỏ quà Tết ấy, thì chúng tôi đã chuẩn bị những cái chương trình khuyến mãi lên đến 15% cho những khách hàng mua những cái giỏ quà Tết. Chúng tôi sẽ mở cửa phục vụ cho người tiêu dùng cho đến chiều ngày 30 Tết. Để tạo nguồn cung cho chương trình bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán, Bộ Công Thương đã phối hợp tổ chức các chương trình kết nối cung cầu với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối tại các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các địa phương, đồng thời tạo nguồn hàng cho chương trình bình ổn thị trường với giá hợp lý và ổn định. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết. Bộ Công Thương cũng đã chủ động triển khai những cái giải pháp bảo đảm thị trường hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu cho 63 tỉnh, thành phố. Và chúng tôi đang thực hiện những cái công tác bình ổn thị trường, đảm bảo là vừa phòng chống dịch và vừa phát triển kinh tế xã hội bằng những giải pháp về kích cầu, về khuyến mại để hỗ trợ người dân mua sắm được trong những cái tình hình mà dịch vụ bị giảm sút và người dân thu nhập bị giảm. Với những cái hàng hóa vừa chống Covid vừa để phục vụ cho Tết thì đều được dự trữ hơn mức 30% so với bình thường. Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, các hệ thống siêu thị đồng loạt lên kế hoạch tăng giờ mở cửa từ 2 đến 4 tiếng mỗi ngày. Hệ thống siêu thị Sài Gòn Cốp chỉ nghỉ hoàn toàn vào ngày mùng 1 Tết và bắt đầu mở cửa trở lại từ ngày mùng 2 Tết. Hệ thống Big C cũng tăng thời gian mở cửa. Còn đại diện hệ thống siêu thị Aeon cho biết sẽ hoạt động thêm giờ và mở cửa xuyên Tết để phục vụ người dân đến mua sắm, giải trí.